Chào các bạn nha. Hôm nay Yêu Hồng sẽ trực tiếp về quê cắt tỉa cho cái cây hồng đào đang trồng lên đất này, để chia sẻ cho các bạn mới tập chơi hồng các cái cách cắt tỉa cơ bản cho cái cây hoa để làm sao cho lứa sau nó ra đồng loạt. Ra đồng loạt thì khi mà cắt tỉa đồng loạt thì nó sẽ ra hoa đồng loạt. Để các bạn thấy trồng không phun thuốc, không dùng thuốc cho nên là nhiều sâu xanh. Mình dùng cái kéo này để cắt, kéo cắt cây và cây cảnh. Đúng các hoa đã nở rồi, các bạn có thể cắt khoảng 20-30 phân xuống dưới. Cái cành mà đã nở rồi mà cắt rất là sâu xuống để cho nó khoảng to. Để cành bị sâu này, giết luôn. Cắt rất là dài xuống dưới này, vì nó đã nở ở đây rồi, ở đây rồi. Cắt dài xuống tận dưới này. Những cành nhỏ, cành già này cũng nên cắt tỉa đi để mầm ra khỏe. Việc cắt tỉa đã tương đối là ổn. Sau khi cắt tỉa thì các bạn dồn các cái lá cành lại, vất đi xa ấy, để gần có thể hơn vậy. Đây có hai cách, là một là mình cắt tỉa hết các cái mầm đi để cho nó ra hoa đồng loạt, còn nếu không thì các bạn làm để cho nó ra hoa liên tục thì cũng được. Bắt luôn. Bắt được cái con bọ mà đẻ rau xanh, bắt từ trước khi nó đẻ thì nó sẽ không đẻ ra con nữa, giết luôn. Đấy. Cắt là tỉa tương đối. Ở đây mình vẫn để các cái mầm vì là muốn cho nó ra hoa liên tục, không cắt đi. Còn nếu mà các bạn muốn đồng loạt tất thì tỉa luôn cả cái mầm
mà nó ra trái này đi thì sau nó sẽ ra hoa liên tục. Sau một tháng thì sau cắt tỉa một tháng thì sẽ là chu kỳ ra hoa của nó. Thì một tháng nữa sẽ hẹn gặp lại các bạn, mình sẽ khoe cây hoa sau khi mà cắt tỉa ra đồng loạt. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình và để cập nhật video hàng ngày. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn Khôi đó. Đây, bây giờ mời các bạn theo dõi nhé.